Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình tin cập nhật chiều tối ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ thành phố Houston, Texas. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn khán giả rất là nhiều. Và trước khi đi vào phần tin tức ngày hôm nay, vẫn cho phép Phong được cảm ơn Thẩm mỹ viện Cang Nam Cali đã bảo trợ cho TNP Channel. Quý vị nào muốn có gương mặt đẹp hơn, thân hình gọn nhẹ hơn hoặc sửa lại những phần sửa hư, sửa xấu từ Việt Nam, quý vị có thể liên lạc với Thẩm mỹ viện Cang Nam Cali qua số điện thoại ngay trên màn hình của quý vị 714-227-5789, 714-227-5789 hoặc gửi email là thẩmmyviencangnamcali@gmail.com. thẩmmyviencangnamcali@gmail.com để biết thêm chi tiết. Cảm ơn Thẩm mỹ viện Cang Nam Cali rất là nhiều đã bảo trợ cho TNP Channel. Và bây giờ thì chúng ta lại như thường lệ bước qua phần tin tức của chúng ta. Đầu tiên hết là bản tin cập nhật từ hãng thông tấn AFP. 9 người chết, 2.800 người đã bị thương sau khi mà hệ thống pager, tức là hệ thống máy nhắn tin, đã bị nổ ở miền nam Lebanon và kể cả ở Syria. Hàng trăm, có thể nói là hàng ngàn cái máy pager đã bị phát nổ ở trên toàn Lebanon và ở tại Syria, khiến cho hàng trăm thành viên của nhóm Hezbollah đã bị thương và có 9 người đã bị thiệt mạng trong tổng số 2.800 vụ nổ ở trên toàn quốc gia của Lebanon, nơi được xem là có nhóm dân quân hoạt động dưới sự hậu thuẫn của Iran. Và hiện nay vẫn chưa có lời phát biểu từ phía quân đội của Do Thái sau khi có hàng loạt các vụ nổ trên diễn ra chỉ vài giờ đồng hồ. Do Thái tuyên bố ở trên đài truyền hình là cuộc chiến giữa Hezbollah và của Do Thái có thể sẽ mở rộng hơn ở biên giới của Lebanon và Do Thái. Và con trai của nhà lập pháp Hezbollah là Ali Aman và Hassan Fadallah nằm trong số những người bị thiệt mạng, theo nguồn tin Nga thân cận nói với hãng thông tấn AFP, và họ giấu tên. Và vụ nổ này đã khiến cho 9 người bị thiệt mạng, bao gồm luôn một bé gái. Theo tường trình của Bộ trưởng Y tế của Lebanon là Firas Abiad đã cho biết như trên. Và ông ta cho biết thêm rằng 2.800 người đã bị thương, trong đó có 200 người bị thương rất là nặng. Và hiện nay hầu hết những người bị thương đều bị thương ở gương mặt, ở cánh tay và ở trong bụng. Và một bé gái 10 tuổi là con của một thành viên Hezbollah đã bị thiệt mạng ở phía đông của cái thung lũng gọi là Bika, sau khi mà cái pager, tức là cái máy nhắn tin của ông này bị nổ, và gia đình cho biết như trên. Đây được xem là những bản báo cáo cập nhật mới nhất sau khi mà cái hệ thống pager, tức là hệ thống máy nhắn tin nhỏ đeo trên người hoặc là cầm trên tay của các cái nhóm dân quân và những người Hezbollah, xin lỗi quý vị, những người ở Ả Rập thường hay sử dụng ở tại miền nam Lebanon và ở Syria. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, Liên Hiệp Quốc đang duyệt xét một cái nghị quyết, trong đó đòi hỏi Do Thái phải chấm dứt sự chiếm đóng trên lãnh thổ của Palestine. Bản tin từ Liên Hiệp Quốc cho biết thì Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc đang duyệt xét một cái nghị quyết do phía Palestine đệ trình vào ngày thứ Ba, đòi hỏi Do Thái phải chấm dứt việc chiếm đóng một cách bất hợp pháp trên dải Gaza và vùng Tây Ngạn trong vòng một năm, và kêu gọi lệnh cấm vận cũng như là ban cấm vũ khí đối với quốc gia này. Và việc thúc đẩy này sẽ đưa ra cho 193 thành viên của Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc vào ngày thứ Tư, giữa lúc mà cuộc chiến của Do Thái chống lại Hamas vẫn đang diễn ra, và năm đầu tiên đánh dấu cuộc bạo động ở Tây Ngạn, trong cái gọi là chuẩn bị cho đánh dấu năm đầu tiên của vụ mà Hamas tấn công vào lãnh thổ Do Thái 7 tháng 10 năm ngoái. Và đại sứ của Do Thái ở tại Liên Hiệp Quốc là Danny Dannen đã thúc giục các quốc gia thành viên là bác bỏ cái bản nghị quyết này, và trong đó âm mưu phá hủy Do Thái thông qua các cái chiến dịch mà họ gọi là khủng bố ngoại giao, bỏ mặc sự thật, và sự thật là tìm cách gọi là ngăn chặn sự bảo vệ của người Do Thái. Và thay vì đưa ra cái nghị quyết lên án, và họ nên đưa ra cái nghị quyết lên án hành động hãm hiếp và thảm sát của Hamas ngày 7 tháng 10, trong đó gần như là mọi người đều chứng kiến, và chiến tranh đó là hòa bình, và việc sát hại này là một hành động khủng bố đang được vỗ tay. Và nghị quyết này nó không có làm di chuyển tất cả những cái biến chuyển ở khu vực, và nó sẽ làm trì hoãn cái thỏa ước hòa bình và những cái vấn đề xảy ra ở phía trước. Nghị quyết này nếu được chấp thuận của Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc, nó có thể sẽ là một cái hành động hợp pháp để mà ủng hộ cho cái quan điểm của thế giới, và trong đó sẽ không có cái phủ quyết ở trong cái Đại Hội đồng, và ngoại trừ là 15 thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Đây được xem là một trong những cái chi tiết mới nhất liên quan tới cái việc của Do Thái và của Palestine. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, Nga cho biết là việc thử nghiệm nguyên tử của họ đã sẵn sàng bất cứ giờ phút nào.
Bản tin từ ở hãng thông tấn Reuters cho biết lãnh đạo cái cơ quan thử nghiệm về nguyên tử của Nga trong ngày thứ ba cho biết là cái hệ thống nguyên tử của Nga đã sẵn sàng để tái tục thử nghiệm các cái chương trình nguyên tử của họ bất cứ giờ phút nào nếu có lệnh từ Moscow. Và điều này dường như đang gây lo ngại về tiềm năng của cuộc gia tăng chạy đua về vũ khí nguyên tử. Moscow đã không thực hiện bất kỳ một cái cuộc thử nghiệm nguyên tử nào kể từ thập niên 1990, năm mà phía Liên bang Xô Viết đã sụp đổ. Tuy nhiên khối Tây Phương và Nga, các nhà phân tích cho biết là ông Vladimir Putin có thể ra lệnh để gửi một thông điệp kềm chế tới Tây Phương nếu như cho phép phía của Ukraine sử dụng hỏa tiễn tầm xa tấn công sâu vào lãnh thổ của Nga, và điều này đang nằm trong cuộc thảo luận. Và việc thử nghiệm nguyên tử của Nga có thể sẽ mở màn cho việc cả Trung Quốc lẫn Hoa Kỳ cũng có thể có những cuộc thử nghiệm nguyên tử và tạo ra một cuộc chạy đua nguyên tử mới được xem là giữa các quốc gia quyền lực trên thế giới. Và nó đã ngưng lại sau cái năm mà Liên bang Xô Viết đã sụp đổ, và cái nơi thử nghiệm của Nga nằm ở khu vực gọi là Novaya Zemlya ở Archipelago, được xem là nằm ở khu vực biển Arctic, tức là biển Bắc Cực, và trong đó Liên bang Xô Viết đã từng thực hiện trên 200 cái vụ thử nghiệm nguyên tử, bao gồm luôn cả một trong những cái loại bom được xem là mạnh nhất nguyên tử từ năm 1960, và đây được xem là một trong những thông báo mới nhất của Nga nhằm tăng cường sự đe dọa với khối Tây Phương để mà buộc khối Tây Phương không thể cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa tấn công sâu vào lãnh thổ của nước Nga. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, Hoa Kỳ cho biết là ông Blinken đã bắt đầu nhận được một số những bản kế hoạch hòa bình của Ukraine để thúc đẩy Nga chấm dứt cuộc chiến. Bản tin từ Washington cho biết thì ông Ngoại trưởng của Hoa Kỳ là Antony Blinken là từ tuần trước đã nhận được cái bản kế hoạch hòa bình trong cái chuyến mà ông ta tới viếng thăm Kiev, là một phần trong việc mà Ukraine dự tính là thúc đẩy Nga chấm dứt cuộc chiến này, theo phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ là Martin Miller đã đưa ra vào ngày thứ ba. Và Tổng thống Zelensky đã nói về một cái kế hoạch ông gọi là Victory Plan, tức là kế hoạch chiến thắng vào tháng trước, và ông ta mong muốn rằng sẽ thảo luận với Tổng thống của Hoa Kỳ. Ông ta đồng thời cũng sẽ trình bày cái điều này ở trên bên lề của cái Đại hội đồng Liên Quốc diễn ra tại New York vào tuần tới, và ông ta hy vọng rằng ông ta sẽ có mặt tại cái phiên họp này. Và trước đó trong ngày thứ ba, đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc là bà Linda Thomas Greenfield nói rằng Washington đã nhìn thấy bản kế hoạch này, và chúng tôi nghĩ rằng đây là một cái chiến lược và cái kế hoạch này có thể làm việc được, theo lời của bà. Và phát biểu trong cuộc họp báo thì phát ngôn viên Bộ Ngoại giao là ông Mueller cho biết là ông Blinken đã chia sẻ với đại sứ một phần, tuy nhiên không cho biết thêm nhiều chi tiết liên quan tới bản kế hoạch này. Tôi để cho ông Tổng thống Zelensky, người đã đơn phương thực hiện bản kế hoạch này, phát biểu về chi tiết của nó. Đó là lời phát biểu của ông Mueller đưa ra. Đây được xem là một trong những cái chi tiết mới nhất liên quan tới bản kế hoạch hòa bình mà ông Zelensky vào tháng trước đã thông báo, và ông nói rằng ông sẽ gửi cho ông Joe Biden là tổng thống của Hoa Kỳ cùng với lại hai ứng cử viên tổng thống là ông Trump và bà Kamala Harris. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, Tổng thống Iran cam kết sẽ có những mối quan hệ sâu đậm hơn với lại phía của Nga, theo giới truyền thông của quốc gia này. Bản tin từ Moscow cho biết thì Tổng thống của Iran cam kết là quốc gia của ông sẽ có những mối quan hệ sâu đậm hơn với Nga để đối phó với lệnh cấm vận của Tây Phương vào ngày thứ ba, theo giới truyền thông của Iran đưa ra lời báo cáo. Và giữa lúc Hoa Kỳ đang lo ngại là Tehran sẽ giúp cho Moscow các cái hỏa tiễn để bắn vào Ukraine, giới chức an ninh hàng đầu của Nga là ông Sergei Shoigu đã có mặt tại thủ đô của Iran trong vài ngày sau khi mà gặp gỡ với nhà lãnh đạo của Bắc Hàn là Kim Jong Un tại Bình Nhưỡng. Và trên 2 hoặc là 2 năm rưỡi qua thì cuộc chiến tại Ukraine đã diễn ra, và Moscow đang tìm kiếm phát triển các mối quan hệ của họ với cả hai quốc gia được xem là thù địch với Hoa Kỳ. Và chính quyền của chúng tôi luôn đi theo những sự hợp tác và nâng cấp các mối quan hệ của chúng tôi với giữa hai quốc gia. Đó là lời phát biểu của Tổng thống của Iran là ông Masoud Pezeshkian đã nói với ông Shoigu, được xem là người đứng đầu trong cái Hội đồng An ninh Quốc gia của Nga. Và mối quan hệ giữa Tehran và Moscow phát triển một cách vĩnh viễn và vẫn tiếp tục trên đường hướng này, nó sẽ sâu đậm và chặt chẽ hơn. Sự hợp tác của Iran và của Nga sẽ giảm đi những tác hại của lệnh cấm vận. Đây được xem là một trong những cái lời tuyên bố mới nhất của ông Tổng thống của Iran đưa ra sau khi mà Hoa Kỳ xem cái sự mối quan hệ tăng trưởng giữa Moscow với Bình Nhưỡng và của Tehran là mối lo ngại, và nói rằng cả hai quốc gia này dường như đang hỗ trợ cho Nga các cái hỏa tiễn đạn đạo sử dụng trong cuộc chiến tại Ukraine. Iran đã bác bỏ việc gửi các hỏa tiễn đạn đạo cho phía của Nga. Moscow nói rằng chỉ có Iran là đối tác của Nga trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Đây được xem là một trong những cái lời tuyên bố sau khi mà ông
Tổng thống của Iran đã gặp gỡ với lại người đứng đầu Hội đồng An ninh Quốc gia của Nga là ông Sergei Shoigu. Sergei Shoigu trước đây là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và bây giờ ông ta đứng đầu trong cái Hội đồng An ninh Quốc gia của Nga. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và trong một biến chuyển được mô tả là bất thường, lực lượng lục quân Hoa Kỳ đã gửi các hỏa tiễn và các lực lượng binh sĩ nhảy dù của họ tới căn cứ của Hoa Kỳ ở tại Alaska nằm gần phía của Nga. Bản tin mới nhất cho biết thì lực lượng lục quân Hoa Kỳ đã cho biệt phái một cái sư đoàn gọi là đệ nhất sư đoàn cùng với lại cái hệ thống được xem là tấn công, và trong đó bao gồm luôn hệ thống bệ phóng hỏa tiễn 501 của cái đơn vị pháo kích cùng với lại đơn vị 11 là đơn vị dù của Hoa Kỳ đã có mặt ở trên chiếc Air Force C-17, trong đó đã được đưa tới khu vực của Alaska nằm đồn trú trong cái lực lượng vệ binh quốc gia của Alaska đặc trách về không quân, và đây được xem là một biến chuyển bất thường đã diễn ra. Và lực lượng lục quân Hoa Kỳ cho biết là họ đã cho khai triển thêm các binh sĩ nhảy dù từ ở khu vực của Alaska và gia tăng thêm các binh sĩ từ Hawaii và kể cả Washington trên cái đảo được xem là biệt lập có tên gọi là Semja Island, nằm rất gần khu vực gọi là lãnh hải của Nga và của Hoa Kỳ. Và biến chuyển này diễn ra lần đầu tiên cho thấy là phía lực lượng lục quân đang lo ngại về tình trạng mà Nga càng lúc càng xuất hiện rất là nhiều ở khu vực này với các máy bay quân sự của họ và kể cả một số tàu chiến của họ. Và lần đầu tiên kể từ năm 2018, thì các binh sĩ đã được khai triển tới cái đảo biệt lập là Semja, được xem là một cái đảo nằm rất gần với lại căn cứ quân sự của Hoa Kỳ, sát khu vực gần phía của lãnh hải của Nga. Và khu vực này nằm 280 dặm gần cái khu vực đảo của Nga làm chủ và cách 640 dặm từ cái Petropavlovsk, được xem là thủ phủ của vùng lãnh thổ có tên gọi là Kamchatka của Nga. Đây được xem là một trong những biến chuyển mới nhất nhằm tăng cường khả năng kiềm chế của Hoa Kỳ sau khi mà có 6 chiếc máy bay giám sát của Nga đã bay gần cái vùng gọi là nhận dạng phòng không ở Alaska từ thứ 6 cho tới thứ Chủ nhật tuần qua, theo Trung tâm Chỉ huy Hoa Kỳ ở khu vực phía Bắc Mỹ cho biết như trên. Và trong tháng 6 thì Nga và Trung Quốc cũng đã có cuộc tập trận chưa từng có và có tham gia một cái cuộc tuần tra bằng các oanh tạc cơ xung quanh khu vực được xem là vùng nhận dạng phòng không gần khu vực Alaska. Đó là bản báo cáo mới nhất về những biến chuyển xảy ra ở vùng được xem là Bắc Cực, nơi mà Nga và Hoa Kỳ đang kiểm soát khu vực tại khu vực này. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, chính quyền của Joe Biden đã cho mua lại 6 triệu thùng dầu thô từ cái quỹ chiến lược về dầu thô của Hoa Kỳ. Chính quyền của Joe Biden đang tìm kiếm mua lại 6 triệu thùng dầu thô để vun đắp vào cái quỹ chiến lược dầu thô của Hoa Kỳ vốn đã bị khui ra từ năm 2022 và đẩy cái mức dầu thô dự trữ của Hoa Kỳ xuống mức thấp nhất sau khi chính quyền Joe Biden bán ra 180 triệu thùng dầu thô vào năm đó. Chính quyền cho biết là họ sẽ bắt đầu cho mua lại một số những cái thùng dầu thô để đưa vào cái bãi chứa gọi là Bayou Choctaw ở tại Louisiana. Theo tường trình của phía chính quyền của Joe Biden cho biết như trên, và việc mua này là từ các công ty năng lượng của Hoa Kỳ bắt đầu từ đây cho tới những tháng đầu năm của năm 2025. Và phía Bộ Năng lượng cho biết là họ đang cố gắng tìm cách mua lại các thùng dầu thô trong lúc mà giá dầu thô xuống rẻ là 79.99 đồng cho một thùng dầu thô. Đây được xem là một trong những cái thu mua lại của phía chính quyền Joe Biden. Trong khi đó dầu thô Texas thì đang ở mức là 71 đồng 70 sen tính cho tới ngày thứ ba sau trận bão gọi là Francine đã khiến cho cái tình trạng dầu thô đã phải đóng cửa lại ở khu vực vùng vịnh Mexico vào tuần trước, và điều này có thể sẽ khiến cho giá dầu thô tăng trở lại. Đây được xem là một trong những cái việc mua lại sau khi mà Joe Biden năm 2022 để giảm tình trạng giá xăng trên toàn quốc đã cho khui cái quỹ dự trữ này lên tới 180 triệu thùng dầu thô bán ra bên ngoài. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, một luật mới của California sẽ đề nghị AI bảo vệ cho các minh tinh tài tử. Bản tin mới nhất cho biết thì ông thống đốc của tiểu bang California là Gavin Newsom đã ký ít nhất 2 dự luật ngày hôm nay để giúp cho các nghệ sĩ và tài tử được bảo vệ với cái hình ảnh về điện tử của họ. Ông Gavin Newsom đã ký cái đạo luật đầu tiên gọi là SAG AFTRA nằm ở tại Los Angeles vào ngày thứ ba. Và trong cái đạo luật này thì được chủ tịch của cái tổ chức có tên gọi là Frank Drescher và
ASAG AFTRA đã có mặt ở trong cái buổi này, và dự luật này thành lập những cái quy tắc mới dành cho những cái hình ảnh của các nghệ sĩ và minh tinh tài tử trên mạng điện tử, trong đó bao gồm luôn những người đã qua đời, và họ có thể khởi kiện nếu như mà hình ảnh của người thân của họ bị lạm dụng. Và chúng tôi chắc chắn rằng sẽ không có cái việc mà đổi tên của họ, hình ảnh của họ, hay là sử dụng tất cả hình ảnh của họ và các cái âm thanh của họ để sử dụng trong vấn đề AI. Đây được xem là một trong những dự luật nhằm bảo vệ cho các minh tinh tài tử và những người làm nghề làm trong cái kỹ nghệ về giải trí. Cái Hiệp hội về điện ảnh Hoa Kỳ gọi là Motion Picture Association đã phản đối cái dự luật này, cho rằng dự luật này sẽ gây tổn thương cho việc cải thiện những cái chi phí ở trong cái việc mà họ sản xuất các cái nội dung về điện ảnh. Tuy nhiên thì giới minh tinh tài tử ủng hộ cho dự luật này để bảo vệ chặt chẽ cho hình ảnh của các tài tử và âm thanh của họ khi bị lạm dụng bởi AI. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và theo bản báo cáo từ Ohio cho biết thì dường như tất cả những cái đe dọa đánh bom giả ở tại các khu vực ở một thành phố ở Ohio là từ bên ngoài, từ nước ngoài, sau khi mà có tin nói rằng là những di dân Haiti đã ăn thịt của các loại thú gia cầm. Bản tin từ Springfield, Ohio cho biết thì sở cảnh sát của Ohio tại Springfield và các trường học đã nhận được rất nhiều những lời đe dọa đánh bom, khiến cho đa số đã phải đóng cửa sau khi mà cựu Tổng thống Trump và ông Jerry Vance lên tiếng nói rằng một số những người di dân Haiti ở thành phố nhỏ này đã ăn thịt của chó và mèo. Các trường học và các building của chính phủ và kể cả văn phòng của những nhà dân cử đã phải đóng cửa sau khi trở thành mục tiêu của 30 lời đe dọa từ hồi tuần trước liên quan tới việc đánh bom, và có một số nơi phải di tản cũng như đóng cửa. Và tất cả những lời đe dọa này đều là những lời đe dọa giả, và có ít nhất 2 trường học đã được di tản vào ngày thứ hai. Và thống đốc của tiểu bang Ohio là Mike DeWine cho biết là hầu hết tất cả những lời đe dọa này là từ ở bên ngoài đưa vào, tức là từ ở hải ngoại đưa vào. Hầu hết đa số những lời đe dọa đánh bom đến từ những quốc gia ngoại quốc, và không phải là 100%, nhưng mà ý của tôi nói là đa số. Đó là lời phát biểu của phát ngôn viên ông DeWine, thống đốc tiểu bang là Dan Tiri đã cho biết như trên. Và Tiri đã chỉ ra nói rằng các cuộc điều tra hình sự nhắm vào hàng loạt các cái lời đe dọa này đang được điều tra, và họ thấy rằng nó đến từ những quốc gia nước ngoài. Tuy nhiên họ không công bố tên là quốc gia nào đã có những lời đe dọa như trên. Đây được xem là bản báo cáo mới nhất từ nhờ giới công lực và thống đốc của tiểu bang Ohio sau khi mà cựu Tổng thống Trump và ông Jerry Vance đã lên tiếng cáo buộc một số những người di dân Haiti đã bắt chó và mèo để làm thịt. Đó là bản tin liên quan tới tình hình này. Tuy nhiên thì một số cơ quan truyền thông đã bác bỏ cho rằng đây là tin tức giả được tung ra. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và trong cuộc thăm dò mới nhất của Real Clear Politics cho thấy là ông Trump lại dẫn trước bà Kamala Harris ở tại tiểu bang Pennsylvania, được xem là tiểu bang quan trọng nhất trong các tiểu bang swing state. Ứng cử viên đảng Cộng hòa là ông Donald Trump đã giành lại phần dẫn trước bà Kamala Harris trong tiểu bang chiến lược ở Pennsylvania trong cuộc thăm dò mới nhất mà Real Clear Politics đã đưa ra vào ngày hôm nay thứ ba. Tiểu bang này vốn đã đi tới đi lui giữa cuộc tranh cử giữa ông Trump và ông Joe Biden trước đây, trong cuộc tranh cử trước ngày 21 tây tháng 7, tức là ngày mà ông Joe Biden rời khỏi cái cuộc đua. Bà Harris sau đó đã dẫn trước ông Trump ít nhất là 2 điểm, và sau này thì bà ta vẫn duy trì được cái mức này cho tới khi mà có cuộc thăm dò mới nhất. Và cuộc thăm dò này cho thấy rằng là ông Trump đã dẫn trước bà Kamala Harris là 2 điểm, 50/48 tại Pennsylvania. Trước đó thì bà Harris theo cuộc thăm dò của USA Today thì cho thấy bà ta gác trước ông Trump 3 điểm ở tiểu bang này. Tuy nhiên cuộc thăm dò của Real Clear Politics được xem là có tính chất chính xác hơn. Bà Pennsylvania được xem là tiểu bang có tổng cộng 19 cử tri đoàn, đã giảm đi một cử tri đoàn từ năm 2020 sau khi mà có cái cuộc kiểm tra dân số. Và ông Trump dẫn trước bà Harris 4 điểm ở Pennsylvania ngày 24 tây tháng 7, tức là 3 ngày sau khi ông Joe Biden rút ra. Tuy nhiên sau đó thì bà Harris lại dẫn trước ông Trump từ ngày 16 tây tháng 8 cho tới ngày 30 tây tháng 8 từ 8 tới 10 điểm. Và giờ đây thì bà ta đã trở nên tệ hại hơn và thua ông Trump là 2 điểm. Hiện nay thì bà Harris đang ở mức gọi là 47%, trong khi ông Trump được 49%. Mà một cuộc thăm dò khác thì cho thấy là ông Trump được 50%, còn bà này được 48% tại Pennsylvania. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ. Và cùng một lượt thì trong ngày hôm nay, Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland đã đưa ra lời tuyên bố là Bộ Tư pháp sẽ không từ bỏ bất kỳ một cái nguồn lực nào để điều tra về âm mưu ám sát với cựu Tổng thống Donald Trump.
Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ là ông Merrick Garland trong ngày thứ ba cho biết là Bộ Tư pháp sẽ không tiếc bất kỳ một cái nguồn lực nào để điều tra về cuộc ám sát lần thứ hai nhắm vào ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa là ông Donald Trump. Lời phát biểu của ông Garland đưa ra sau khi mà Bộ Tư pháp cho biết là họ đánh dấu năm thứ 30 về cái văn phòng đặc trách về chính sách của Bộ Tư pháp gọi là Corps Office, tức là Office of Committee Oriented Policy Service, và FBI vẫn tiếp tục mở cuộc điều tra về âm mưu ám sát cựu tổng thống trong ngày Chủ nhật ở tại Florida, và chúng tôi rất là vui mừng khi ông đã được an toàn, ông Garland đã viết như trên. Và Bộ Tư pháp bao gồm luôn cả cơ quan FBI, văn phòng biện lý ở phía nam của Florida và cơ quan đặc trách về đơn vị an ninh quốc gia, chúng tôi sẽ cùng phối hợp để mà tiến hành cuộc điều tra phối hợp với cảnh sát địa phương ở dưới mặt đất, và chúng tôi sẽ có tất cả những cái nguồn lực cần thiết và chúng tôi sẽ không tiếc bất kỳ những nguồn lực này để mở cuộc điều tra. Nhân vật ám sát ông Trump là Ryan Wesley Root, 58 tuổi. Đã bị truy tố một số tội liên quan tới súng đạn của liên bang vào ngày thứ hai sau khi ông ta bị bắt vào ngày Chủ nhật trong cái hành động của ông ta ở ngoài cái hàng rào của Trump International Golf Course ở tại West Palm Beach ở Florida, nơi mà ông ta bị cáo buộc là đã để một cây súng và có cái tư thế được xem là sniper, tức là bắn xạ thủ trong lúc mà ông Trump đang chơi golf. Đây được xem là một trong những cái chi tiết mới nhất mà phía Bộ Tư pháp đã đưa ra sau khi mà có những cái báo cáo về cuộc ám sát lần thứ hai với cựu tổng thống Donald Trump. Cùng một lượt thì thượng nghị sĩ Tom Cotton lên tiếng và nói rằng ông Trump nên nhận được tất cả những cái vấn đề bảo vệ mà ông Joe Biden đang có. Đây là lời khẳng định của ông Tom Cotton. Thượng nghị sĩ Tom Cotton của Đảng Cộng hòa tại Arkansas đã thúc giục chính quyền của Joe Biden là nên chuyển tất cả những cái chi tiết về cơ quan mật vụ giúp bảo vệ cho cựu tổng thống Trump từ đây cho tới ngày 5 tây tháng 11, phải để cho ông Trump có được cái việc bảo vệ tương đương với cái vai trò hiện nay của ông Joe Biden là tổng thống đương kim, sau khi mà đã có ít nhất hai vụ ám sát nhắm vào ứng cử viên của tổng thống của Đảng Cộng hòa. Ông Tom Cotton đã phát biểu trên đài radio vào ngày thứ ba, và trong đó thì ông nói rằng tại sao Joe Biden không trực tiếp để mà ra lệnh chuyện này, và ông ta nói rằng quốc hội đã chi thêm tiền cho cơ quan mật vụ. Tôi ý của tôi là Joe Biden cần phải quyết định là ông ta không còn không cần phải có thêm 6 tuần lễ nữa. Ông ta ở ngôi nhà của ông ta ở Rehoboth và trong đó và ngôi nhà của ông ta tại Wilmington, và vị thượng nghị sĩ này đã cung cấp về cái đường hướng mà ông Joe Biden có thể chuyển một số nhân viên mật vụ và các dịch vụ của các nhân viên mật vụ qua cho ông Trump trong vòng 6 tuần lễ, tức là từ đây cho tới ngày bầu cử. Đây được xem là một trong những cái ý kiến của ông Tom Cotton đưa ra sau khi mà cơ quan mật vụ cho biết là họ đã bị thiếu nhân lực và bị thiếu một số phương tiện để bảo vệ cho cựu tổng thống Donald Trump. Đây được xem là một trong những lời lên tiếng mới nhất của ông Tom Cotton và muốn rằng nâng cấp cái việc bảo vệ cho ông Trump tương đương với cái mức bảo vệ cho tổng thống đương kim. Cùng một lượt thì thượng nghị sĩ Thu Bà Viu cũng lên tiếng và nói rằng cần phải có lực lượng người nhái hải quân có thể thêm vào trong cái lực lượng bảo vệ cho ông Trump. Điều quan trọng là cựu tổng thống Trump sẽ có được cái sự bảo vệ chính đáng và tối đa từ đây cho tới ngày 5 tây tháng 11, và điều này ông cần thêm sự bảo vệ, đặc biệt là tiềm năng của các người nhái hải quân có thể giúp cho ông được bảo vệ an toàn hơn. Đó là lời phát biểu của thượng nghị sĩ Tommy Tuberville đã phát biểu vào ngày thứ ba. Tôi đã gửi một lá thư cho quyền giám đốc của cơ quan mật vụ và tìm hiếm câu họ trả lời cho một số câu hỏi. Vị thượng nghị sĩ của tiểu bang Alabama đã nói với chương trình truyền hình: "Tôi không có gì chống lại cơ quan mật vụ. Tôi rất là thân thiện với họ. Tôi đã chơi golf với ông cựu tổng thống Trump rất nhiều lần ở tại cái khu vực này và họ đã làm một cái việc rất tuyệt vời. Tuy nhiên, thì cái vấn đề là chúng ta đã không có đủ đây những cái nguồn cho tin cho biết, và ông Trump nói rằng hiện nay có một cái ứng cử viên khác biệt, người đã làm việc 14 cho tới 16 tiếng đồng hồ và gần như là ông ta là một tổng thống, do đó cần phải giữ cho ông ta được an toàn. Tôi rất lo ngại điều này, ông Thubavi cho biết như trên, và tình trạng ảnh hưởng tới cái tâm lý của toàn quốc gia. Tôi rất là vui khi mà ông Ron DeSantis, thống đốc của tiểu bang Florida, đã thực hiện cuộc điều tra riêng của họ, bởi vì tôi không tin tưởng cơ quan FBI và kể cả Merrick Garland, Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Tôi có thể không tin tưởng những người này. Tuy nhiên, chúng ta vẫn có cái quốc hội đang giám sát chuyện này. Và trong đó thì ông lên tiếng và nói rằng cần phải có một cái dịch vụ bảo vệ tốt hơn cho ông Trump và cần tăng cường thêm lực lượng hải quân và lực lượng người nhái để tăng cường cái sự bảo vệ cho ông Trump
trước tình trạng mà sinh mạng ông đang bị đe dọa và đang trở thành mục tiêu của những kẻ muốn ám sát ông. Đây được xem là lời phát biểu mới nhất của ông Tuberville đưa ra, và ông nói rằng ông không tin bất kỳ một ai ở trong ba cơ quan của liên bang, gồm có FBI, CIA hay là Bộ Tư pháp, mà có khả năng gọi là có thiện chí bảo vệ tuyệt đối cho ông Trump. Đây được xem là một trong những cái lời phát biểu của ông. Họ đã bị take over, tức là họ đã bị chiếm đóng bởi lực lượng cực tả, và quý vị sẽ không nhận được sự hỗ trợ của họ nhiều, bởi vì các thành phần nằm trong các cái cơ quan này đều là những thành phần cực tả, và họ luôn có những thái độ chống đối lại Đảng Cộng Hòa và những người bảo thủ trên toàn quốc. Đó là quan điểm của ông Tuberville đã đưa ra. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, còn quá nhiều những cái khe hở để cho phép công dân của Cộng sản Trung Quốc có thể mua những mảnh đất nằm gần những khu vực nhạy cảm của Hoa Kỳ. Những kẻ đến từ Trung Quốc vẫn có thể mua những mảnh đất của Hoa Kỳ nằm gần các khu vực được xem là nhạy cảm của Hoa Kỳ, bao gồm các cái trại đóng quân, các cái bến cảng và kể cả một số những nơi được xem là nghiên cứu quan trọng của Hoa Kỳ. Theo tường trình của tờ báo Washington Free Beacon đã đưa ra, ít nhất là hai nhà lập pháp của Đảng Cộng Hòa là ông dân biểu Greg Murphy của Đảng Cộng Hòa tại North Carolina cùng với lại John Mulaney là Đảng Cộng Hòa của Michigan đặc biệt lo ngại về tình trạng công dân của Trung Quốc và các quốc gia thù địch vẫn được phép mua các mảnh đất gần các cái phòng nghiên cứu, các cái bến cảng về quân sự và các cái trung tâm viễn thông quan trọng và các hạ tầng cơ sở về năng lượng của Hoa Kỳ. Bộ Tài chính trước đó cho biết là trong cái chính sách về nguồn đầu tư của nước ngoài, trong đó họ nói rằng là có ít nhất là một số những công ty ngoại quốc đã mua các cái mảnh đất gần 50 căn cứ quân sự và một số những cái khu vực nhạy cảm khác, theo tường trình của tờ Washington Free Beacon đã đưa ra. Và hầu hết các cái căn cứ của lực lượng vệ binh quốc gia ở bến cảng, theo các cái khu vực được xem là phòng nghiên cứu về năng lượng của quốc gia, cũng như là một số những vị trí khác, trong đó đã có những cái danh sách cho thấy là rất nguy hiểm và nằm trong tình trạng có thể là sẽ bị dòm ngó bởi những kẻ mua đất từ Trung Quốc. Đây được xem là lời báo cáo và có rất nhiều những lỗ hổng cần phải đóng lại một cách nhanh chóng, theo lời các nhà lập pháp cho biết, và trong đó có tiềm năng họ sẽ gây ra khó khăn cho nền kinh tế và an ninh quốc gia. Đặc biệt là chúng ta thấy những quốc gia này đều có quan hệ với những quốc gia có thái độ thù địch với Hoa Kỳ và gia tăng nguồn đầu tư của họ tại Hoa Kỳ. Đây được xem là một trong những cái chi tiết mới nhất mà các nhà lập pháp của Hoa Kỳ đưa ra. Những công ty có quan hệ với Đảng Cộng sản Trung Quốc đã làm chủ ít nhất là 384.000 acre trong các cái mảnh đất nông nghiệp của Hoa Kỳ, trị giá khoảng 2 tỷ Mỹ Kim, và trong đó gia tăng 30% kể từ năm 2019. Và điều này cho thấy rằng là chúng ta đang đối diện với sự nguy hiểm về an ninh quốc gia và nền kinh tế của chúng ta. Các nhà lập pháp đã báo động như trên. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ và Trung Quốc ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ và Trung Quốc ngày hôm nay, lực lượng không quân của Hoa Kỳ đã lên tiếng cảnh báo rằng cuộc chiến với Trung Quốc ở tại khu vực Thái Bình Dương không phải là sắp diễn ra hoặc là không thể không diễn ra. Tuy nhiên, tình trạng đe dọa càng lúc càng tăng. Bản tin mới nhất cho biết thì cuộc chiến giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc trên cái khu vực Thái Bình Dương không phải là sắp sửa diễn ra hay không thể không diễn ra. Tuy nhiên, sự đe dọa càng lúc càng tăng theo tường trình của giới chức quân sự hàng đầu của Hoa Kỳ. Frank Kendall, được xem là tư lệnh không quân của Hoa Kỳ, đã đưa ra lời phát biểu trong một cái buổi phát biểu ở tại cái hiệp hội dành cho không gian và không quân của Hoa Kỳ trong ngày thứ hai. Tôi không nói rằng cuộc chiến ở tại khu vực của Thái Bình Dương là diễn ra ngay lập tức hay không thể không tránh khỏi. Nó không phải là như vậy, ông Kendall cho biết. Tuy nhiên, tôi nói rằng đã có sự gia tăng, sự đe dọa và chúng ta cần phải có những hành động ngay lập tức. Ông Kendall đã chỉ ra việc khả năng gia tăng của Trung Quốc và chỉ ra cho thấy là các cái khu vực mà gia tăng các cái vị trí quân sự cũng như các cuộc tập trận của họ, trong đó bao gồm luôn cái khả năng họ xâm lăng và phong tỏa toàn bộ đảo quốc Đài Loan. Ông đồng thời cũng đã cho thấy là phía Trung Quốc đầu tư rất nhiều vào các tổ chức quân sự, khả năng và kể cả một số những cái phương pháp về quân sự, trong đó gần như là đe dọa tới Hoa Kỳ và các đồng minh và bảo vệ quyền lực của khối Tây Phương ở tại Á Châu Thái Bình Dương. Chúng ta đã nhìn thấy và quan sát rất cẩn thận về cái lực lượng cách mạng của Trung Quốc trong 15 năm qua. Trung Quốc không phải là cái cuộc đe dọa trong future, tức là trong tương lai, mà Trung Quốc đang là mối đe dọa hiện nay. Đây là lời khẳng định của ông ta đưa ra sau khi mà có cái điểm nóng căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc trong vấn đề của Đài Loan và hiện nay là vấn đề của Philippines. Và trong cái lời phát biểu này, ông cho rằng là Hoa Kỳ cần phải tăng cường thêm vai trò của mình và tăng cường nối kết với lại các quốc gia đối tác và đồng minh ở khu vực Á Châu Thái Bình Dương để mà có thể kiềm chế Trung Quốc. Và ông nói rằng tình trạng đe dọa của Cộng sản Trung Quốc ở tại khu vực này càng lúc càng tăng. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ và Trung Quốc ngày hôm nay.
Và cuối cùng cũng liên quan tới Trung Quốc, ngày hôm nay Nam Hàn đã cho tháo gỡ 1.300 cái camera từ các căn cứ quân sự của họ sau khi phát hiện rằng là những cái hình ảnh của họ đã chuyển về cái server của Trung Quốc ở tại Trung Quốc. Bản tin mới nhất cho biết thì lực lượng quân sự của Nam Hàn đã buộc phải cho xóa bỏ 1.300 cái camera giám sát từ các căn cứ của họ sau khi biết được là những cái gì của họ sử dụng ở tại các căn cứ này đều được chuyển về phía Trung Quốc trong một cái server ở tại đây. Các camera này đã được cung cấp bởi một công ty của Nam Hàn và được phát hiện rằng nó được thiết kế để chuyển tất cả những cái hình ảnh và những cái footage có liên hệ tới một cái server đặc biệt của Trung Quốc theo tường trình của một viên chức quân sự giấu tên cho biết. Và giới tình báo của Nam Hàn phát hiện rằng những camera này nguyên thủy là đến từ Trung Quốc, và trong tháng 7 sau khi mà họ đã cho giám sát tất cả những cái dụng cụ quân sự cho thấy, và những camera này gần như là nằm ở sát biên giới của Bắc Hàn, trong đó là họ có thể quan sát được tất cả những cái trung tâm huấn luyện, những cái hàng rào và kể cả những cái vị trí quan trọng của Nam Hàn. Có trên 100 camera đã được thay thế bằng các cái sản phẩm khác theo tường trình của Yonhap đưa ra. Đây được xem là một cái chiến dịch mới nhất của Nam Hàn ra soát lại tất cả những dụng cụ quân sự của họ, vốn xưa nay tin tưởng là được sản xuất bởi các công ty của Nam Hàn. Tuy nhiên giờ đây lòi ra những dụng cụ này và những cái phụ tùng này bao gồm các camera giám sát đều xuất phát từ Trung Quốc, và tất cả những hình ảnh đã chuyển về cái server ở tại Trung Quốc. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu Thái Bình Dương ngày hôm nay. Và đó cũng là bản tin sau cùng trong phần tin thời sự buổi chiều tối ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bản tin này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye!